Cô gái đã ở trong phòng chờ ít nhất 20 phút, ngồi cuộn người trên chiếc ghế nhựa cứng và nhìn chằm chằm vào tấm áp phích trang trí trên tường. Đôi mắt cô ấy lờ đờ, mông lung và những quầng thâm nặng nề cho thấy cô ấy đã mất ngủ nhiều ngày. Cô cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào tấm áp phích trang trí và đọc các từ ghi trên đó, nhưng không thể. Cô tiếp tục ngủ gật và giật mình tỉnh giấc mỗi khi gục đầu xuống. Đây là những gì xảy ra trong cuộc sống cô trong suốt nhiều tuần qua. Cô sắp hết chịu đựng được nữa rồi. Và chắc chắn rằng đây sẽ là cuộc sống của cô kể từ bây giờ nếu như cô không tình cờ nhìn thấy một quảng cáo trên báo của một phòng khám về một nghiên cứu giấc ngủ ở địa phương. Cô không thắc mắc nhiều về những điều ghi trên đó, nhưng cô khao khát bất cứ thứ gì có thể giúp cô có được một giấc ngủ ngon. Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Một chuyên viên gọi cô vào phòng. Cô loạng choạng đứng dậy và đi vào trong. Chuyên viên nói với cô: "Cảm ơn vì đã tình nguyện tham gia nghiên cứu của chúng tôi." Anh ta có nụ cười thân thiện và cử chỉ dịu dàng khiến cô cảm thấy thoải mái ngay lập tức. Thái độ phục vụ của anh ta cho thấy rõ là anh ta đã từng làm việc với rất nhiều bệnh nhân mất ngủ trước đây. Anh ta lấy ra một tập hồ sơ và bắt đầu ghi chú trên một tờ giấy. "Chúng tôi đã xem qua đơn đăng ký của bạn và chúng tôi nghĩ rằng bạn thực sự phù hợp với dự án này." "Cảm ơn Chúa," cô gái nghĩ thầm. Cô gần như đã từ bỏ hy vọng sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Cô đã nghĩ rằng họ sẽ chỉ nói với cô rằng cô không đủ điều kiện và cho cô về nhà để cố gắng tự mình vượt qua chứng mất ngủ. "Vậy là cô đang bị rối loạn giấc ngủ à?" chuyên viên hỏi. "Hãy nói tôi nghe về nó nhé." Cô gái khom vai. "Không có điều gì để nói. Tôi đã gặp vấn đề về giấc ngủ trong nhiều năm. Tôi mắc chứng ngưng thở khi ngủ rất nặng. Vì vậy, tôi luôn là một người khó ngủ. Tôi trằn trọc và bị tỉnh giấc ít nhất vài lần trong đêm. Nhưng nó thực sự trở nên tồi tệ vào thời gian gần đây. Tôi gần như không thể đi vào giấc ngủ trong vài tuần qua." Chuyên viên gật đầu. "Đó chính xác là loại vấn đề mà chúng tôi muốn tìm hiểu ở đây," anh ta nói. "Đối với nghiên cứu này, chúng tôi sẽ theo dõi bạn khi bạn ngủ và xem liệu chúng tôi có thể chẩn đoán bệnh này hay không." Cô gật đầu. Chuyên viên tiếp tục nói, nhưng cô không chú ý. Cô không thực sự quan tâm đến các chi tiết. Điều quan trọng là cuối cùng cô cũng sắp có được một giấc ngủ ngon. Chuyên viên dẫn cô đến một phòng thí nghiệm, một căn phòng lớn với vài chiếc giường đơn giản được bố trí dọc theo các bức tường. Cô nhìn thấy một dãy máy điện tử kỳ lạ bên cạnh mỗi chiếc giường. Cô không biết chúng dùng để làm gì, nhưng cô có thể đoán được chút gì đó. Cô đã từng tham gia vào các nghiên cứu về giấc ngủ trước đây với hy vọng rằng các nghiên cứu đó có thể chữa trị các vấn đề của cô. Và người ta thường kết nối những chiếc máy như thế này với trán của bạn khi bạn ngủ để chúng có thể đọc được mạch và hoạt động não của bạn. "Xin lỗi, đó không phải là lựa chọn thoải mái nhất," chuyên viên nói. "Nhưng tất cả những gì cô phải làm là ngủ. Có một nhà vệ sinh ở cuối hành lang nếu cô cần sử dụng trước khi đi ngủ. Khi cô đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị bước tiếp theo." Cô gái không quan tâm rằng chiếc giường có thể chẳng thoải mái như suy nghĩ của chuyên viên hay không. Đây cũng có thể là chiếc giường lông vũ sang trọng nhất đối với cô ấy. Sau khi thay quần áo ngủ và đánh răng, cô gái trở lại phòng thí nghiệm. Cô thấy chuyên viên đang đợi mình, tay cầm thứ gì đó có vẻ là một chiếc máy CPAP hoàn toàn bình thường. Tất nhiên, cô gái nhận ra thiết bị này. Cô đã sử dụng những thứ này nhiều lần trong lúc tuyệt vọng để tìm ra giải pháp cho chứng ngưng thở khi ngủ của mình. Chúng giúp mở đường thở để tăng luồng không khí vào đó và do đó làm giảm tỷ lệ ngưng thở khi ngủ. Nhưng chúng chưa bao giờ có ích đối với cô. Cô cau mày. Nếu nghiên cứu này chỉ là thử nghiệm một loại máy CPAP mới thì cô ấy không tin rằng nó sẽ giúp ích nhiều cho mình. Chuyên viên nhận thấy sự mất tinh thần của cô. "Tôi biết rằng bạn có thể sử dụng những thứ này trước đây," anh ta nói. "Đây chỉ là bước đầu tiên. Chúng tôi muốn xem chu kỳ giấc ngủ của bạn phản ứng thế nào với các phương pháp điều trị thông thường trước khi chúng tôi thử bất cứ điều gì triệt để hơn." "Được, chắc chắn rồi." Cô gái không còn sức để tranh luận. Cô quá mệt mỏi và cô sẵn sàng nằm xuống giường. Không nói thêm lời nào, cô lấy chiếc mặt nạ CPAP từ chuyên viên và đeo vào. Cô không leo lên giường và chuyên viên cố gắng gắn ống vào chiếc máy bên cạnh giường. Anh ta bật nó lên và chiếc máy bắt đầu phát ra tiếng rền vận hành quen thuộc, dễ chịu. Chuyên viên gắn một số điện cực lên má và trán của cô gái. Anh ta bắt đầu giải thích rằng những thứ này sẽ cho phép anh ấy theo dõi chu kỳ giấc ngủ của cô và kiểm tra xem có bất kỳ phản ứng dị thường nào không. Cô gái hầu như không nghe được gì vào thời điểm này. "Tôi sẽ chỉ quan sát bạn từ phòng bên cạnh," chuyên viên chỉ vào một máy quay video ở góc trần nhà và nói. "Vì vậy, đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Nếu có vấn đề gì, đã có tôi ở đây." Cô gái dường như không còn đủ sức để gật đầu đáp lại. Cô mệt mỏi vô cùng.
Hiện tại cô đang dần mất ý thức. Căn phòng như đang bơi trước mắt cô. Tâm trí của cô bị sao lãng bởi những ảo ảnh của cơn buồn ngủ. Giọng nói của chuyên viên nghe như xa cách hàng triệu dặm. Cô gần như đang mơ rồi. Đôi mắt cô nhắm lại trước khi anh ta rời khỏi phòng. Người chuyên viên ngồi vào vị trí của mình tại bàn làm việc trước một dãy màn hình giám sát. Hình ảnh mờ xám từ camera an ninh cho thấy cô gái đang ngủ say trên giường, ngực phập phồng nhịp nhàng theo nhịp thở. Không có gì bất thường xảy ra cho đến hiện tại. Người chuyên viên nhấp một ngụm cà phê và chuẩn bị cho một đêm nhàm chán khác khi nhìn người khác ngủ. Tất nhiên, anh ta hy vọng rằng thông tin thu thập được từ những quan sát của mình có thể hữu ích để giúp cô gái này giải quyết các vấn đề về giấc ngủ của mình. Và anh ta hy vọng từ đó cũng có thể giúp ích cho những người khác đang gặp vấn đề về chứng ngưng thở khi ngủ tương tự. Nhưng hiện tại, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình với sự quan tâm nửa vời. Lúc đầu, mọi thứ đều yên tĩnh. Máy CPAP dường như đang thực hiện thủ thuật này, cho phép cô gái thở nhẹ nhàng và ngủ một cách yên bình. Chuyên viên quan sát một cách không hứng thú khi cô gái trải qua các cấp độ giấc ngủ khác nhau. Màn hình trước mặt anh ta phản ánh những thay đổi trong nhịp sinh học của cô. Mãi cho đến khi cô ấy đạt đến giai đoạn thứ 2 của giấc ngủ REM. Giai đoạn này là một người đang ngủ mơ thì điều kỳ lạ mới xảy ra. Dưới mí mắt, đồng tử của cô gái lướt nhanh qua lại như thể cô ấy đang xem một bộ phim. Tất nhiên, đây là hành vi hoàn toàn bình thường trong giấc ngủ REM. Chuyên viên thậm chí hầu như không nhìn lên màn hình ghi nhận quá trình chuyển đổi của cô ấy sang giai đoạn ngủ mới này. Anh ta đã làm việc tại phòng khám giấc ngủ đủ lâu để biết rằng điều này có thể xảy ra. Anh ta thậm chí có thể đã không nhìn lên nếu cốc cà phê của mình không tình cờ hết vào lúc đó. Khi anh ta nhấc chiếc cốc rỗng lên, lẩm bẩm một mình trong sự khó chịu rằng bây giờ anh sẽ phải đi bộ dọc cơ sở này để rót đầy cốc tại máy pha cà phê trong phòng nghỉ. Cũng là lúc anh ta nhận ra điều bất thường. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến chuyên viên thỏ đầu không tin vào mắt mình. Anh ta nghĩ rằng đó phải là một trục trặc trong phần cứng hoặc có thể chính đôi mắt của mình có vấn đề. Rốt cuộc thì anh ấy đã uống rất nhiều cà phê để tỉnh táo. Nhưng không, nó thực sự ở đó. Anh ta có thể thấy rằng bây giờ có một người thứ hai ở trong phòng, một bóng đen to lớn đang đứng trên cô gái khi cô ấy ngủ. Anh ta chớp mắt ngạc nhiên. Làm thế nào mà một người nào đó vào được tòa nhà, chứ đừng nói đến phòng thí nghiệm mà anh ta không nghe hay biết. Hình bóng đó im lặng và bất động. Nó hầu như không có vẻ đe dọa. Nhưng đồng thời, khó mà ai tin rằng ai đó không có ý gì xấu khi họ đột nhập vào phòng của bạn và nhìn chăm chăm vào bạn khi bạn đang ngủ. Khi chuyên viên quan sát, hình bóng đó bắt đầu thay đổi một cách nhanh chóng trước mắt anh ấy. Chẳng mấy chốc, nó không chỉ là một đốm bóng đen dày đặc, mà nó kết hợp lại thành một hình người, là hình dạng của một người đàn ông to lớn với thân hình cơ bắp và cánh tay đầy gân guốc. Nhưng thay vì có một khuôn mặt, nhân vật này có một hộp sọ trắng lấp lánh của một con ngựa. Nó vẫn đang đứng trên cô gái. Cô gái khịt mũi và trở mình trong giấc ngủ, cau nhau và lẩm bẩm. Cô hành động như thể cô đang gặp phải một cơn ác mộng đặc biệt kinh khủng và đang cố gắng để tỉnh dậy. Sinh vật đứng phía trên cô không phản ứng với chuyển động của cô mà nhìn chăm chăm vào cô một cách bình tĩnh đến kỳ lạ. Cảnh quay camera nhiễu hạt gây khó khăn để có thể nhìn ra các chi tiết. Nhưng chuyên viên gần như chắc chắn rằng anh ta có thể nhìn thấy một tia nhấp nháy nhỏ nhất giống như sự phản chiếu ánh sáng ở đồng tử giãn ra trong các hốc rỗng trên hộp sọ của người lạ bí ẩn. Hộp sọ không phản ứng. Rốt cuộc thì làm sao nó có thể phản ứng? Nó chỉ là một hộp sọ, nhưng sự im lặng của nó với nụ cười toe toét và hai hốc mắt trống rỗng chỉ khiến nó đáng sợ hơn là nếu nó có phản ứng. Người chuyên viên nuốt nước bọt và đứng dậy, đầu gối run rẩy. Anh ta không thể để điều này tiếp diễn. Anh ta không biết trò đùa thực tế nào đang diễn ra, nhưng anh ta đã hứa với cô gái rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Hơn nữa, sự hiện diện của người lạ đeo mặt nạ này có thể gây nguy hiểm cho kết quả nghiên cứu. Anh vội vã rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Anh ta không biết chính xác mình sẽ nói hay làm gì khi đối mặt với người lạ này. Anh ta chỉ biết rằng mình phải làm điều gì đó. Nhưng sau đó, bản thân anh ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Càng đến gần phòng thí nghiệm, cơ thể anh ta càng bắt đầu chống lại anh ta. Tay chân anh như nhũn ra, mắt nặng trĩu và suy nghĩ của anh bắt đầu quay cuồng. Bất chấp tất cả cà phê trong người, anh cũng cảm thấy mình không chống cự nổi cơn buồn ngủ. Anh ta cuối cùng đổ gục trên sàn khi còn cách cửa chỉ 50 thước. Đôi mắt anh ta vẫn mở to, nhìn chằm chằm vô hồn về phía trước và miệng anh ta há hốc như cá mắc cạn. Bất cứ điều gì anh ta đang trải qua, cho dù đó là thứ mà chỉ anh ta có thể nhìn thấy hay thứ gì đó trong tâm trí anh ta, biểu hiện của anh ta chỉ thể hiện sự kinh hoàng tột độ. Trong khi đó, vào đúng thời điểm người chuyên viên gục xuống,
hình bóng đứng phía trên cô gái trong phòng thí nghiệm thoáng chốc biến mất, như thể bằng cách nào đó phản ứng lại với sự náo động bên ngoài. Và khi nó trở lại, nó không đơn độc. Một hình bóng thứ hai cũng xuất hiện trong phòng. Nó cũng bắt đầu là một hình bóng con người không rõ ràng, mơ hồ, nhưng nó nhanh chóng tạo hình. Hình dạng này khác với cái đầu tiên. Đó là một cơ thể phụ nữ, nhưng đầu của nó có khuôn mặt trống rỗng, không có mắt, miệng hay mũi. Hình bóng thứ hai này phớt lờ cô gái đang ngủ hoặc kẻ quan sát có đầu ngựa bình tĩnh kỳ lạ của cô ấy. Thay vào đó, nó bắt đầu di chuyển, lững thững đi về phía bức tường phía tây căn phòng. Như thể nó biết rằng chuyên viên hôn mê đang ở ngay phía bên kia. Khi nó đến bức tường, nó không dừng lại. Nó chỉ đơn giản xuyên qua cấu trúc vững chắc, biến mất qua lớp gạch vữa và xuất hiện trở lại ở hành lang bên ngoài. Người phụ nữ không mặt tiến lại gần người chuyên viên đang nằm sấp. Nó xổm xuống bên cạnh anh ta và đặt tay dưới cằm anh, quay đầu anh để nó có thể nhìn thẳng vào mắt anh hoặc nhìn chằm chằm một cách có hiệu quả nhất có thể, vì nó không có bất cứ con mắt nào của riêng mình. Sau một hồi im lặng trầm ngâm, sinh vật không mặt đặt tay lên trán chuyên viên. Từ từ, bàn tay của nó bắt đầu di chuyển qua đầu anh ta, chạm sâu vào hộp sọ của anh ta như thể bàn tay đó vô hình như một bóng ma. Sinh vật ác mộng bí ẩn này có thể xuyên qua bức tường, nó dường như cũng có thể xuyên qua da thịt. Sau một lúc, người phụ nữ không mặt rút tay lại và rời khỏi đầu người chuyên viên. Anh ta ngã xuống đất, người phụ nữ không mặt đứng dậy và rồi nó biến mất ngay lập tức. Cùng lúc đó, cô gái ở trong phòng khịt mũi và cựa quậy. Cô chớp mắt tỉnh dậy. Trong một khoảnh khắc, cô ấy không nhớ mình đang ở đâu. Mắt cô nhìn khắp căn phòng xa lạ trong vài giây trước khi nhớ rằng mình đang tham gia một nghiên cứu về giấc ngủ. Đúng rồi, cô đang cố gắng tìm xem liệu cô ấy có thể tìm được bất kỳ sự trợ giúp nào cho chứng ngưng thở khi ngủ của mình không. Chớ trêu thay, cô thực sự ngủ ngon hơn bình thường. Khi tháo mặt nạ CPAP, cô tự hỏi liệu có nên mua cho mình một chiếc không nhỉ? Mẫu này có vẻ hoạt động tốt hơn những mẫu cô ấy đã từng thử trước đây. Cô duỗi người và ngồi dậy. Ngay sau đó, chuyên viên xông vào phòng. Anh ta hoảng sợ và hụt hơi, và anh ta quay đầu qua lại để tìm kiếm người lạ đầu ngựa bí ẩn. Nhưng không có dấu hiệu của sinh vật này ở đây. Cũng giống như người phụ nữ không có mặt, nó dường như đã biến mất không một dấu vết. Cô gái nhìn anh ta bối rối. Tại sao anh ta khó chịu như vậy? Cô không biết gì về những điều đã xảy ra khi cô đang ngủ. Cô có thấy nó không? Chuyên viên thở hổn hển. Sinh vật bóng tối. Cô gái nhấn mày hoài nghi. Anh đang nói gì vậy? Cô ấy nói. Tôi vừa tỉnh dậy mà. Người chuyên viên bắt đầu lắp bắp giải thích, nhưng cô gái chỉ đảo mắt. Cô đến đây để được giúp đỡ với giấc ngủ, nhưng có vẻ như chuyên viên mới là người có vấn đề thực sự. Những mô tả nghẹt thở của anh ấy về một con quái vật đầu ngựa và một người phụ nữ không có khuôn mặt rõ ràng giống như những giấc mơ tồi tệ đối với cô. Bạn sẽ nghĩ rằng một anh chàng nghiên cứu về giấc ngủ sẽ không dễ bị rối loạn như vậy. Cô khá chắc chắn rằng có lẽ anh ta vừa ngủ quên ở chỗ theo dõi mình, và bây giờ anh ta cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình vừa có một giấc mơ tồi tệ. Cả hai người đều không biết rằng mặc dù họ sẽ không gặp lại những thực thể kỳ lạ, nhưng những sinh vật đó sẽ luôn ở rất gần họ trong tương lai. Thật là một cơn ác mộng, nhưng những gì có vẻ như chỉ là một giấc mơ tồi tệ, trên thực tế là một dị thường mà tổ chức SCP đã biết rõ. Nó chính thức được chỉ định là SCP-3060, nhưng các đặc vụ từng gọi nó là cỗ máy giấc mơ. Các mẫu SCP-3060 là những thiết bị y tế nhỏ có bề ngoài giống với máy thở áp lực dương liên tục hay CPAP. Các vật liệu riêng lẻ tạo nên các mẫu SCP-3060 không dị thường và hoạt động giống như một máy CPAP điển hình có kích thước và cấu tạo của nó. Tổ chức hiện tại đang lưu giữ 5 mẫu SCP-3060. Các hiệu ứng dị thường của SCP-3060 trở nên rõ ràng khi được đeo bởi một người đang ngủ. Khi một cá nhân đeo một mẫu SCP-3060 bước vào chu kỳ REM thứ 2 của họ, một thực thể hình người, sau đây được gọi là SCP-3060-A, sẽ xuất hiện trong bán kính 5m của cá nhân đó và đứng trên họ đến khi họ thức dậy. Tại thời điểm này, SCP-3060-A sẽ biến mất và cá nhân đeo SCP-3063 sẽ bị nhiễm bệnh. Kể từ thời điểm đó, bất kể cá nhân đó có đeo SCP-3060 hay không, cùng một thực thể SCP-3060-A sẽ xuất hiện khi họ bước vào chu kỳ REM thứ 2 mỗi đêm và tiếp tục theo dõi họ cho đến khi thức dậy. Mặc dù các cá thể của SCP-3060-A xuất hiện dưới dạng những cái bóng không có gì đặc biệt ở lần xuất hiện đầu tiên, nhưng chúng nhanh chóng có hình dạng độc đáo dựa trên từng cá thể bị nhiễm bệnh. Các thực thể SCP-3060-A không có ngoại hình tiêu chuẩn và không rõ yếu tố nào quyết định hình dạng cuối cùng của bất kỳ cá thể SCP-3060-A nào, vì các biểu hiện có liên quan đến giấc ngủ REM. Các nhà nghiên cứu của cơ quan suy đoán rằng ngoại hình của SCP-3060-A có thể bị ảnh hưởng bởi giấc mơ của người nhiễm bệnh khi ngủ. Cho đến nay, SCP-3060-A được quan sát
đã ghi nhận một đứa trẻ sơ sinh được tạo thành hoàn toàn từ răng kim loại, một người phụ nữ lớn tuổi không có mắt, mặc quần áo sẫm màu, một hình người đã phân hủy một phần là từ tro và mặc đồ lót màu đỏ, một hình người khỏa thân phủ đầy vết lốp xe và có dấu hiệu bị thương nặng, một hình người có phần thân bao gồm một cái miệng lớn và một chú hể. Một số nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng diện mạo hình bóng ban đầu của SCP-3060-A gợi lại các mô tả về các thực thể được báo cáo trong các cơn tê liệt khi ngủ, nhưng cho đến nay không có mối liên hệ thuyết phục nào được tìm thấy. Khi có một cá thể SCP-3060-A xuất hiện, bất kỳ người nào đứng trong bán kính 50m của người ngủ bị nhiễm bệnh sẽ rơi vào trạng thái căng trương lực. Tại thời điểm này, một phiên bản bổ sung của SCP-3060-A sẽ xuất hiện. Sau đó, thực thể SCP-3060-A bổ sung sẽ tiếp cận đối tượng căng trương lực, xuyên qua vật chất rắn nếu đối tượng ở trong một phòng khác. Khi đến đối tượng, cá thể SCP-3060-A mới sẽ đưa tay xuyên qua hộp sọ của đối tượng và sau đó biến mất, khiến đối tượng ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tất cả các đối tượng bị thực thể SCP-3060-A chạm vào theo cách này đều trở thành các cá thể bị nhiễm mới của SCP-3060 khi thức tỉnh. Đánh thức một người đang ngủ bị nhiễm bệnh sẽ khiến SCP-3060-A tham dự ngay lập tức biến mất và các đối tượng bị căng trương lực cử động trở lại. Cho đến nay, mọi nỗ lực giao tiếp với các cá thể SCP-3060-A đều không thành công. Những người bị nhiễm bệnh SCP-3060 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe lâu dài, thường liên quan đến tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Sau 3 ngày, những người bị nhiễm bệnh bắt đầu biểu hiện mệt mỏi, thay đổi tâm trạng, suy giảm hiệu suất làm việc và các vấn đề về trí nhớ. Tất cả đều nghiêm trọng đến mức thậm chí ngủ cả đêm cũng không cải thiện được gì nhiều. Các cá nhân bị nhiễm bệnh thường báo cáo về những cơn ác mộng thường xuyên, mặc dù không có chủ đề hoặc mối tương quan trung tâm nào được quan sát thấy trong nội dung của những giấc mơ này, và chúng dường như không tương ứng với diện mạo của SCP-3060-A tháp dự. Trong vòng 1 tháng, những người bị nhiễm bệnh sẽ bắt đầu có ảo giác về thị giác và thính giác, cũng như ảo tưởng rằng tâm trí của họ đang bị điều khiển bởi một thế lực bên ngoài nào đó. Ngay sau đó, những người bị nhiễm bệnh rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần hoàn toàn, khi họ không thể phân biệt nội dung giấc mơ của mình với thực tế. Trong những trường hợp nặng, sau ít nhất 2 tháng nhiễm bệnh, người ta đã quan sát thấy bệnh rụng tóc, bệnh còi xương, mù một phần hoặc hoàn toàn, các bệnh về cơ thể, chứng tê liệt tạm thời và hội chứng chi ngoài hành tinh. Những nỗ lực của nhân viên y tế để giảm bớt những tình trạng này trong thời gian dài cho đến nay đều thất bại. Mặc dù chớ trêu thay, sự thiếu ngủ đã chứng minh hiệu quả trong việc tạm thời trì hoãn sự khởi phát của các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Nếu không có đối tượng con người nào đi vào khu vực ảnh hưởng của các cá thể bị nhiễm SCP-3060 trong giấc ngủ REM trong 7 ngày liên tiếp, hoặc các cá thể bị nhiễm chết, một cá thể SCP-3060-A sẽ xuất hiện. Sau đó, thực thể SCP-3060-A sẽ tiến hành tìm kiếm người đang ngủ gần nhất. Khi xác định được vị trí của một người đang ngủ, SCP-3060-A sẽ đứng trên họ cho đến khi họ bước vào chu kỳ giấc ngủ REM tiếp theo. Tại thời điểm đó, thực thể SCP-3060-A sẽ chạm vào hộp sọ của họ và biến mất. Tại thời điểm này, người đang ngủ sẽ bị nhiễm bệnh. Nếu cá nhân đang ngủ thức dậy trước khi quá trình hoàn tất, hoặc nếu SCP-3060-A không thể xác định được đối tượng phù hợp trong vòng 3 giờ, nó sẽ biến mất mà không truyền bá sự lây nhiễm SCP-3060. Trong một thí nghiệm, một cá nhân bị nhiễm bệnh được đưa vào phòng giam tiêu chuẩn hình người. 4 nhân viên cấp D được xếp vào các ô liền kề. Khi cá nhân bị nhiễm ngủ thiếp đi và bước vào chu kỳ REM thứ 2 của họ, một SCP-3060-A xuất hiện với kết quả có thể dự đoán được. SCP-3060 đầu tiên xuất hiện giống như một hình người không đầu với tay chân được thay thế bằng các cột sống. Nó đứng phía trên người đang ngủ bị nhiễm bệnh, quan sát mà không di chuyển, ngay cả khi 4 cá thể khác của SCP-3060-A xuất hiện bên trong phòng giam. Tất cả 5 cá thể SCP-3060-A đứng im lặng quan sát người ngủ bị nhiễm bệnh trong khoảng 5 phút. Đến thời điểm này, tất cả 4 nhân viên cấp D trong các phòng giam liền kề đã chuyển sang trạng thái căng trương lực, giống như họ đang ở trong khu vực vụ nổ rộng 50m² được thiết lập bởi SCP-3060-A ban đầu. Mỗi nhân viên cấp D còn thức vào thời điểm xuất hiện được quan sát thấy là đã đóng băng với biểu cảm cực kỳ đau khổ trên khuôn mặt của họ. 4 cá thể SCP-3060-A bổ sung sau đó bắt đầu phân tán. Mỗi cá thể di chuyển về phía phòng giam của một nhân viên cấp D khác nhau, xuyên qua vật chất rắn khi cần thiết để tiếp cận mục tiêu đã định. Mỗi cá thể SCP-3060-A bổ sung đã hoàn thành biểu hiện của nó bằng cách tiếp cận hộp sọ của mục tiêu và sau đó giả định một hình thức cuối cùng, xác định trước khi biến mất. 4 SCP-3060-A bổ sung lần lượt mang hình bóng của một người đàn ông với các hiệu toán học thay đổi cho các đặc điểm trên khuôn mặt. Một hình người bị cuốn chặt bởi một sợi chỉ, một hình người màu trắng không có gì đặc biệt mặc áo khoác phòng thí nghiệm của tổ chức, và một hình người màu đen không có gì đặc biệt mặc một bộ quần áo vương giả từ các chế độ độc tài khác nhau.
SCP-3060A ban đầu tiếp tục đứng im lặng quan sát người ngủ bị nhiễm bệnh ban đầu sau khi các cá thể khác biến mất, giữ nguyên như vậy cho đến hết đêm, cho đến khi cô ấy thức dậy. Do SCP-3060 không được phát hiện có bất kỳ sự khác biệt nào so với máy CPAP thông thường, các đặc vụ CP hiện biết rất ít về cách SCP-3060 có thể gây ra những biểu hiện này. Ai đang sản xuất SCP-3060 hoặc cho mục đích gì? Tại thời điểm này, lời khuyên duy nhất mà các nhà nghiên cứu SCP có thể đưa ra là nếu bạn khó ngủ và muốn sử dụng máy CPAP, hãy đảm bảo rằng bạn đang mua một nhãn hiệu có tên tuổi. Nếu không, bạn có thể chỉ đang mở ra cho mình một thế giới của những cơn ác mộng, chứng mất ngủ và những vị khách về đêm im lặng. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn ký sinh trùng lan truyền SCP-2119, để biết một câu chuyện khác về thứ gì đó luôn thức khi bạn ngủ. Và hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.